Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc về triển khai sản xuất kinh doanh năm 2024 và thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Tại hội nghị, sau khi nghe ý kiến của đại diện các bộ, ngành, các tập đoàn, tổng công ty, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Yêu cầu nhiệm vụ của năm 2024 cao hơn năm 2023. Trong khi dự báo tình hình quốc tế, trong nước tiếp tục có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, trong đó khó khăn, thách thức nhiều hơn. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao cho năm 2024 và cả giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty phải nắm chắc tình hình và quán triệt, bám sát các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cụ thể hóa để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 với chủ đề kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững. Các doanh nghiệp nhà nước phải hoạt động theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Tập trung tháo gỡ khó khăn về mặt pháp lý, nhất là sửa các cái luật có liên quan để cho các đồng chí hoạt động cho nó thuận lợi. Ví dụ như luật 69, luật 67, luật thuế doanh nghiệp, vân vân. Rồi các cái luật về đất đai, luật về nhà ở, luật về bất động sản thì vừa qua chúng ta đã và đang làm rồi. Rồi các cái nghị định như là nghị định 10, nghị định 140, các nghị định khác vân vân. Rồi các cái thông tư của các bộ là các đồng chí phải sửa để chúng ta tháo gỡ cái khó khăn và pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động. Với một cái tinh thần là phân cấp phân quyền nhiều hơn, mà đi đôi với đó là phải phân bổ nguồn lực cho người ta, rồi nâng cao cái năng lực thực thi của cán bộ cấp dưới, rồi tăng cường cái giám sát, cái kiểm tra đấy, trong cái lĩnh vực của các đồng chí, trong cái tập đoàn tổng công ty của các đồng chí. Và cái Ủy ban Quản lý vốn doanh nghiệp nhà nước cũng phải tập trung cùng với lại các bộ, các ngành, các đồng chí tháo gỡ về mặt khó khăn pháp lý. Đấy. Và sắp tới đây sửa các luật thì các đồng chí phải đóng góp vào. Thủ tướng yêu cầu tập trung cho đầu tư phát triển, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho ba đột phá chiến lược của Đảng, Nhà nước là hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, làm mới ba động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, bổ sung các động lực mới là phát triển xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, tái cấu trúc lại các tập đoàn, tổng công ty, trong đó tập trung tái cấu trúc về quản trị, tái cấu trúc về tài chính, tái cấu trúc về nguyên liệu đầu vào và các ngành nghề theo xu hướng phát triển. Giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 1 đạt 2,58%, tương đương 16.900 tỷ đồng, cao hơn cả số tương đối và số tuyệt đối cùng kỳ. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kết quả này đạt được nhờ quá trình chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã xác định rõ những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong từng ngành, lĩnh vực, từng khâu của dự án đầu tư công. Năm 2024, Thủ tướng đã giao 100% vốn đầu tư công là 657.000 tỷ đồng. Ngay trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đến thời điểm này, các cơ quan đã giao cho địa phương 632.000 tỷ đồng, tương đương gần 97%. Chính phủ đã tập trung tháo gỡ, giải quyết những nút thắt, vướng mắc, khó khăn trong từng ngành, lĩnh vực, trong từng khâu của dự án đầu tư công để có các giải pháp tháo gỡ và đạt được những kết quả đáng khích lệ ngay từ đầu năm. Thưa quý vị, năm 2024, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15%, đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng cung ứng nguồn vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng Nhà nước đã giao hết toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng 15%. Cơ chế này được các chuyên gia tài chính nhận định là tạo được sự chủ động cho các tổ chức tín dụng trong hoạt động của mình. Ở thời điểm đầu khi dịch COVID-19 mới được kiểm soát, nhu cầu tín dụng của các doanh nghiệp và người dân tăng trở lại, nhưng nhiều ngân hàng đã hết dùng tín dụng, khiến bên có vốn không thể cho vay ra, bên khát vốn không thể vay được. Điều này vừa bó chân ngân hàng, vừa khiến hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng gần như ngừng trệ. Quyết định giao hết chỉ tiêu tín dụng cho các tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước ngay từ đầu năm nay, với mức tăng trưởng tín dụng cao 15%, được đánh giá là phá bỏ hoàn toàn những bó buộc này, góp phần tạo sự chủ động cho dòng vốn đi vào nền kinh tế. Nó tạo cái thế chủ động cho cả Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng. Bởi vì theo đó thì rõ ràng là
họ sẽ được phép tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm, và nó sẽ không có cái hiện tượng là đến thời điểm họ muốn cho vay mới mà lại bị ách tắc về cái chuyện là chưa được cấp cái hạn mức tăng trưởng tín dụng mới. Thì năm nay cái câu chuyện đó đã được giải tỏa. Như vậy cái thế chủ động rất là rõ. Cái thứ hai là qua đó để các tổ chức tín dụng có thể là chủ động hơn về kế hoạch kinh doanh của mình ngay từ đầu năm. Năm 2024 được nhận định là sẽ có nhiều khó khăn, nhưng cũng là năm phục hồi mạnh mẽ của hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Do vậy, nhu cầu về vốn là rất lớn. Ngoài việc đảm bảo lưu thông vốn, việc công khai, minh bạch và triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách lãi suất ưu đãi, hỗ trợ về tín dụng sẽ là động lực quan trọng góp phần phục hồi nền kinh tế. Chúng tôi đã thiết lập những cái chương trình. Chúng tôi có hai cái chương trình lớn, đấy là thứ nhất là chiến dịch SME. Cái chiến dịch SME này sẽ tập trung là những cái lãi suất ưu đãi, những cái ưu đãi về giá phí và gần như là miễn phí cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa làm chủ, do phụ nữ làm chủ. Thứ hai là cái chương trình gói tín dụng dành riêng cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và trong đấy thì cái đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ là một trong những đối tượng chính mà chúng tôi hướng vào. Thì những cái lãi suất này nó sẽ giảm được từ 1 đến 1,5% so với cái lãi suất cho vay đến của doanh nghiệp thông thường. Của Thủ tướng, một số lĩnh vực trong nền kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, lĩnh vực ưu tiên là những động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Tôi nói ví dụ như là cái nông sản, rồi lâm sản, vừa là sản xuất, chế biến và xuất khẩu. Thì gói 15.000 tỷ này đến nay cũng đã tiêu thụ được khoảng 11.000 tỷ rồi, chiếm 73,4%. Như vậy thì chỉ còn có mấy nghìn tỷ nữa. Và nếu hết 15.000 tỷ này thì sẵn sàng ngân hàng, các ngân hàng thương mại sẽ tiếp tục đồng hành cùng với cái lĩnh vực này để tiếp tục tháo gỡ. Chủ trương đã có, hiệu quả sẽ phụ thuộc vào công tác triển khai. Ngay từ đầu năm, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục điều kiện cho vay, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tiếp tục giảm lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ. Tiếp tục có giải pháp hiệu quả đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cộng đồng doanh nghiệp, người dân kỳ vọng năm 2024 sẽ khắc phục được những khó khăn về nguồn vốn kéo dài suốt 2 năm qua. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Nội dung của kế hoạch là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận xã hội, các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị về việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương, quán triệt thống nhất nhận thức, đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành danh mục chức danh, chức vụ tương đương thuộc phạm vi quản lý để làm căn cứ thực hiện chính sách tiền lương mới. Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa chính thức khuyến nghị với Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 từ ngày 1 tháng 7. Hội đồng Tiền lương Quốc gia đề xuất mức tăng là 6%, tương ứng tăng 200.000 đồng đến 280.000 đồng. Cụ thể, lương vùng 1 nâng lên 4,96 triệu đồng, vùng 2 là 4,41 triệu đồng, vùng 3 là 3,86 triệu và vùng 4 là đạt 3,45 triệu đồng. Lương hiện hành các vùng đang dao động từ 3,25 đến 4,68 triệu đồng. Mức lương tối thiểu giờ cũng tăng tương ứng 6% từ giữa năm 2024. Cụ thể, vùng 1 lên 23.800 đồng, vùng 2 lên 21.200 đồng, vùng 3 là 18.600 đồng, vùng 4 là 16.600 đồng. Thưa quý vị, hiện nay thời tiết tại Hà Nội mưa nồm ẩm kéo dài làm ảnh hưởng đến sức khỏe và gây khó chịu cho người dân. Vì thế, trong những ngày gần đây, thị trường máy sấy, máy hút ẩm trở nên sôi động, sức mua tăng mạnh. Chọn mua được chiếc máy hút ẩm ưng ý, anh Lê Quang Thạnh, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, lý do mua là vì nhà có trẻ nhỏ, người già. Với thời tiết mưa nồm ẩm, rất dễ gây nấm mốc, vi khuẩn, làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Máy hút ẩm thứ nhất là không khí nó sẽ dễ thở hơn vì không khí ẩm thì nó rất là khó chịu. Thứ hai là quần áo của trẻ con cũng rất là dễ mốc. Rồi các cái sàn nhà nhất nó hay bị tụ nước. Đấy, nên là với cả các cái thiết bị điện tử của nhà mình ấy, nếu mà ẩm lâu là cũng sẽ bị xuống cấp.
dễ hỏng hóc, cho nên là thực ra việc đầu tư bỏ ra vài triệu mua một cái máy hút ẩm để bảo vệ gia đình thì nó rất là hợp lý. Qua khảo sát tại một số trung tâm điện máy, các dòng máy hút ẩm đang được bày bán là sản phẩm nhập ngoại. Dòng sản phẩm máy hút ẩm loại nhỏ có dung tích từ 12 đến 14 lít, giá từ 2 đến 5 triệu đồng một sản phẩm, là loại sản phẩm được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất. Không chỉ sản phẩm máy hút ẩm bán chạy, mà thiết bị tủ sấy quần áo đang là mặt hàng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Sương mù, thì do vậy cái sức mua, nhu cầu mua sắm sản phẩm hút ẩm tăng rất cao. So với những ngày trước đây thì nhu cầu mua sắm phải tăng đến khoảng gấp khoảng 10 lần. Với cái nhu cầu tăng cao như vừa rồi thì MediaMarkt cũng có đưa ra hàng loạt các chương trình khuyến mại, ưu đãi. Thì ngoài ra thì có những cái chương trình ưu đãi như giảm giá từ 15 đến 45%. Để kích cầu tiêu dùng, các siêu thị điện máy cũng liên tục đưa ra các chương trình khuyến mại, giảm giá mặt hàng máy hút ẩm, máy sấy, tủ sấy quần áo. Dự báo lượng hàng vẫn đảm bảo giá và số lượng cho khách hàng cần tìm mua. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu công an thành phố triển khai các phương án tuần tra kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm minh đối với tất cả các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trên đường bộ, nhất là các tuyến đường cao tốc, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm về quy định nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định, đi không đúng phần đường làn đường, đi ngược chiều đường, dừng đỗ trái phép, quay đầu xe, tránh vượt không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, không nhường đường cho xe ưu tiên đi vào làn dừng khẩn cấp. Bắt đầu từ hôm nay ngày 5 tháng 2, tức ngày 26 Tết, học sinh ở nhiều địa phương trên cả nước bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Công chức viên chức người lao động thuộc Sở, Phòng Giáo dục Đào tạo và các cơ sở giáo dục nghỉ 7 ngày liên tục từ mùng 8 đến 14 tháng 2. Đợt nghỉ này gồm 5 ngày nghỉ Tết âm lịch và 2 ngày nghỉ bù cho các ngày nghỉ hàng tuần theo quy định. Trước đó, để học sinh không phân tán tư tưởng những ngày áp Tết, nhiều trường đã tổ chức các hoạt động hấp dẫn như văn hóa văn nghệ, cộng điểm khuyến khích trong giờ học, tham gia các hoạt động trải nghiệm, tổ chức hội chợ xuân, thăm hỏi động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại tổ hợp thương mại Hà Nội Moscow Incentra, hơn 600 người Việt tại Liên bang Nga tưng bừng tham dự chương trình Xuân quê hương Tết Giáp Thìn 2024. Sau nhiều năm khó khăn do Covid và cuộc xung đột Nga-Ukraine, đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức ở quy mô lớn với sự tham gia của đông đảo người Việt như vậy. Đối với hơn 600 bà con người Việt tại Liên bang Nga, chương trình thật sự là ngày Tết đoàn viên, Tết sum vầy. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, Xuân Giáp Thìn 2024 năm nay tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 94 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hy vọng chương trình sẽ kết nối bà con với nhau, cùng nhau chia sẻ bầu không khí đầm ấm ngày Tết và niềm vui sum vầy đoàn viên. Trong khuôn khổ chương trình Xuân quê hương Tết Giáp Thìn 2024, bà con được trải nghiệm gói bánh chưng, bánh tét, xem viết thư pháp, in tranh đồng hồ, xin chữ ngày xuân, nặn tò he, thưởng thức các tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Thưa quý vị, cứ mỗi độ xuân về, Hội Người Việt Nam tại Pháp lại tổ chức chợ Tết với mong muốn gìn giữ văn hóa Việt. Đây cũng là điểm hẹn lý tưởng cho cộng đồng bà con kiều bào vào dịp sát Tết cổ truyền. Năm nay, chợ Tết 2024 được tổ chức vào ngày 3 tháng 2 tại nhà văn hóa Banta, cách thủ đô Paris 10 km. Phóng sự của nhóm phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp. Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh, chợ Tết Giáp Thìn là cuộc gặp mặt thân thuộc hàng năm để đón Tết Nguyên đán của cộng đồng người Việt Nam. Đây là một cái cuộc gặp gỡ rất lớn. Chúng tôi cũng rất là vui cùng đồng bào tham dự vào cái lễ hội này. Nó cũng là ghi nhận một năm phấn đấu, lao động, học tập của tất cả cộng đồng ta tại vùng Paris, tại Île-de-France cũng như trên toàn thể đất Pháp. Và một năm có những đóng góp rất tích cực cho quan hệ hợp tác, cho việc xây dựng và tăng cường hơn nữa cái tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Pháp. Đến với lễ hội lần này, khách tham dự còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc như các bài hát xuân, các tiết mục hòa tấu nhạc dân tộc do chính các thế hệ Việt kiều tại Pháp trình diễn. Nhiều bạn nhỏ còn chưa nói sõi tiếng Việt nhưng vẫn tự tin ngân nga làn điệu dân ca cổ truyền. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự chợ Tết tôn vinh truyền thống văn hóa Việt Nam tại Pháp.
Sự kiện là dịp để trải nghiệm không khí đầm ấm gia đình với mọi người. Tôi và gia đình cảm thấy thật vui khi ở đây có nhiều gian hàng, nhiều món ăn mới lạ và các tiết mục văn nghệ truyền thống của Việt Nam. Và ngày nay, các giá trị truyền thống là điều thiết yếu cần được gìn giữ. Lễ hội chợ Tết Giáp Thìn là dịp để bà con xa quê trải nghiệm không khí Tết, vơi đi nỗi nhớ quê nhà. Đây còn là cơ hội để quảng bá văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước Việt-Pháp. Chương trình tiếp tục với những thông tin đang được dư luận quan tâm. Thưa quý vị, Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Quang Anh, sinh năm 1977, trú tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra cho biết, năm 2022, Trần Quang Anh thành lập công ty cổ phần phát triển nhân lực quốc tế A và H để tư vấn, giới thiệu người đi xuất khẩu lao động, du học và đưa ra nhiều thông tin gian dối như có chức năng tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động, tư vấn du học và liên kết với nhiều công ty có năng lực lớn trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở Hà Nội. Vì tin tưởng nên nhiều người ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã bị Trần Quang Anh chiếm đoạt số tiền đăng ký, làm thủ tục hồ sơ để sử dụng riêng. Từ tháng 10 năm 2022 đến nay, Trần Quang Anh đã chiếm đoạt tiền của 14 lao động với tổng số tiền là 820 triệu đồng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò trách nhiệm của các cá nhân có liên quan. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Ma Thế Dũng, sinh năm 1975, trú tại xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Thế Dũng về tội sử dụng trái phép vật liệu nổ. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp tư nhân Thế Dũng trên địa bàn xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng có dấu hiệu sử dụng trái phép vật liệu nổ công nghiệp tại mỏ vàng Thẩm Riềm thuộc xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Đây là mỏ vàng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng cấp giấy phép khai thác cho doanh nghiệp tư nhân Thế Dũng với thời hạn khai thác 10 năm, từ năm 2020 đến năm 2030. Cơ quan công an phát hiện trong quá trình khai thác, Dũng đã chỉ đạo nhân sự sử dụng trái phép vật liệu nổ công nghiệp vượt quá khối lượng cho phép. Vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 5 tháng 2, Công an tỉnh Bình Dương, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh vừa phát hiện và tạm giữ hơn 15.800 chai rượu ngoại, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 3 xe tải có gần 16.000 chai rượu có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài, nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổng trị giá hàng hóa và phương tiện tạm giữ ước tính trên 15 tỷ đồng. Qua làm việc, các tài xế tải khai nhận được thuê làm tài xế vận chuyển mặt hàng rượu ngoại và đường cát nhập lậu từ các tỉnh Long An, Bình Phước về tỉnh Bình Dương để phân phối đi các tỉnh thành tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, niêm phong toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ. Trong phần tiếp theo của chương trình, Ngoại trưởng Mỹ tới Trung Đông thúc đẩy đề xuất về lệnh ngừng bắn. Liên minh châu Âu vẫn tuyên bố sẽ viện trợ cho cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine. Chương trình tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua đã bắt đầu chuyến công du Trung Đông trong nỗ lực thúc đẩy đề xuất về một thỏa thuận tạm dừng giao tranh giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel để đổi lấy việc phóng thích các con tin. Đây là chuyến công du thứ 5 của ông Blinken tới khu vực này kể từ khi xung đột giữa Hamas và Israel bùng phát ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông căng thẳng hơn sau khi Mỹ thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các nhóm vũ trang ở Iraq và Syria. Ông Blinken sẽ tới Ả Rập Xê Út, sau đó đến Israel, Ai Cập và Qatar trong chuyến công du này. Theo một nguồn tin Hamas, dự thảo đề xuất được xây dựng sau cuộc họp cách đây một tuần ở Paris, Pháp, có sự tham gia của các quan chức Mỹ, Israel, Qatar, Ai Cập. Đề xuất này bao gồm một thỏa thuận ngừng bắn 45 ngày, trong đó giai đoạn đầu trả tự do cho 35 đến 40 con tin của Israel, chủ yếu là phụ nữ, người cao tuổi và người bị thương. Mỗi con tin Israel được phóng thích sẽ đổi lấy 100 đến 250 tù nhân Palestine đang bị giam giữ. Sau đó có thể đàm phán gia hạn thêm lệnh ngừng bắn để thả thêm con tin Israel và tù nhân Palestine trong các giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, nước này không sẵn sàng chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào hay phải bằng mọi giá để giải thoát con tin bị Hamas bắt giữ và khẳng định mọi nỗ lực giải phóng con tin vẫn đang được tiếp tục.
Thượng viện Mỹ hôm qua đã công bố văn bản dự luật an ninh trị giá 118 tỷ đô la, bao gồm việc tăng cường bảo vệ biên giới, viện trợ cho Ukraine và Israel. Dự luật được công bố sau nhiều tháng đàm phán, tuy nhiên triển vọng được ban hành thành luật chưa chắc chắn trong bối cảnh các nhân vật theo đường lối cứng rắn của Đảng Cộng Hòa, trong đó có ứng cử viên Tổng thống Donald Trump phản đối. Dự luật bao gồm các khoản chi cho an ninh biên giới, hỗ trợ Ukraine, hỗ trợ an ninh cho Israel, cuộc xung đột ở Biển Đỏ và hỗ trợ các đối tác của Mỹ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ngoài ra, dự luật cũng bao gồm 10 tỷ đô la Mỹ cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho dân thường tại dải Gaza, khu vực bờ Tây và Ukraine. Cuộc bỏ phiếu đầu tiên về dự luật tại Thượng viện Mỹ dự kiến sẽ diễn ra muộn nhất vào ngày 7 tháng 2. Tuy nhiên, hiện chưa rõ dự luật có được 60 phiếu ủng hộ cần thiết để được thông qua trong cuộc bỏ phiếu này hay không. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, Joseph Borrell, mới đây tuyên bố EU vẫn viện trợ cho cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc. Ông Joseph Borrell cho biết, viện trợ của Liên minh châu Âu không ngừng, mà thậm chí một số nước thành viên còn tăng viện trợ cho cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc. Theo ông Borrell, hiện tại có quá nhiều tin giả, tin sai trong vấn đề này, đồng thời khẳng định Đức, Pháp và Tây Ban Nha không hề dừng hoạt động cấp tài chính cho cơ quan này. Có thể nói rằng, phần lớn các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đều nhận thấy không có nguồn viện trợ nào thay thế cho cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc. Tôi nhắc lại rằng không có sự thay thế cho cơ quan này. Cơ quan cứu trợ này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người tị nạn Palestine. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những cáo buộc cho rằng một số nhân viên cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc có dính líu tới vụ tấn công của phong trào Hamas nhằm vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tới thời điểm này, Mỹ, Phần Lan, Anh, Italia, Áo, Australia, Canada, Nhật Bản và một số nước đã ngừng cấp tài chính cho cơ quan này. Theo ông Borrell, cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người tị nạn Palestine không chỉ ở dải Gaza mà còn đối với hàng trăm nghìn người Palestine tại Liban, Jordani và khu bờ Tây. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm tốc trong những năm tới do phải vật lộn với năng suất giảm và dân số già hóa nhanh chóng. Theo báo cáo do Quỹ tiền tệ quốc tế IMF công bố mới đây, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã chứng kiến mức tăng trưởng chậm nhất trong nhiều thập kỷ vào năm ngoái, khi cuộc khủng hoảng nợ trong lĩnh vực bất động sản, căng thẳng địa chính trị và nhu cầu thế giới suy yếu. Báo cáo dự báo đến năm 2028, tăng trưởng của Trung Quốc sẽ giảm xuống 3,5% trong bối cảnh nước này đang đối mặt với những thách thức từ năng suất yếu và dân số già hóa, trong khi rủi ro đối với triển vọng là rất cao. Báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế cũng cảnh báo chiều hướng sụt giảm của thị trường bất động sản Trung Quốc có thể tiếp tục làm gia tăng gánh nặng cho nhu cầu tư nhân và làm suy giảm niềm tin. Sau nhiều cuộc đàm phán khó khăn, các nước thành viên Liên minh châu Âu EU mới đây đã thông qua dự luật về AI, quy định toàn diện đầu tiên nhằm quản lý trí tuệ nhân tạo. Các đại sứ của Liên minh châu Âu đã nhất trí với dự luật về trí tuệ nhân tạo AI tại cuộc họp vào cuối tuần qua ở Bruxelles, Bỉ. Theo dự luật, Ủy ban châu Âu đề xuất thiết lập các tiêu chí phân loại các hệ thống trí tuệ nhân tạo dựa trên mức độ rủi ro mà chúng có thể gây ra cho con người. Nghị viện châu Âu dự kiến bỏ phiếu về dự luật vào tháng 3 hoặc tháng 4 tới, trước khi văn bản này chính thức trở thành luật. Luật dự kiến có hiệu lực trước mùa hè. Trước đó, vào tháng 4 năm 2021, Ủy ban châu Âu đã đề xuất khung pháp lý đầu tiên của EU đối với AI. Đề xuất này nhằm tập trung vào một số mục tiêu cụ thể như bảo đảm các hệ thống trí tuệ nhân tạo được đưa vào thị trường Liên minh châu Âu, tuân thủ luật pháp hiện hành của khối, bảo đảm sự chắc chắn về mặt pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và đổi mới trí tuệ nhân tạo, tăng cường quản trị và thực thi hiệu quả luật pháp Liên minh châu Âu về các quyền cơ bản và yêu cầu an toàn cho hệ thống AI, tạo điều kiện phát triển một thị trường chung cho các ứng dụng AI hợp pháp, an toàn và đáng tin cậy, cũng như ngăn chặn sự phân mảnh của thị trường. Số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa cháy rừng ở miền Trung Chile đã tăng lên 112 người và khiến đây trở thành thảm họa nghiêm trọng nhất ở nước này kể từ trận động đất năm 2010. Nhà chức trách cho biết hiện vẫn còn hàng trăm người mất tích. Lửa bùng phát từ ngày 2 tháng 2 đã thiêu rụi nhiều khu dân cư, đe dọa hai thành phố ven biển là Viña del Mar và Valparaíso. Tổng thống Chile Gabriel Boric đã tuyên bố quốc tang 2 ngày, kêu gọi người dân chuẩn bị tinh thần đối mặt với thảm họa nghiêm trọng, đồng thời chỉ thị huy động quân đội và máy bay trực thăng tham gia hỗ trợ công tác chữa cháy. Nhà chức trách Chile đã thiết lập giới nghiêm từ 21 giờ tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất.
Hiện tại có 165 đám cháy đang hoành hành trên cả nước với ước tính khoảng 14.000 ngôi nhà bị hư hại. Mặc dù cháy rừng thường xảy ra vào mùa hè ở Nam Bán Cầu, nhưng quy mô và mức độ tàn phá của đợt cháy lần này là chưa từng có. Đây là thảm họa nghiêm trọng nhất tại Chile kể từ trận động đất độ lớn 8,8 xảy ra vào năm 2010, cướp đi sinh mạng của gần 500 người. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc và Bắc Trung Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng và các khu vực khác trên cả nước đêm không mưa, ngày nắng. Sau đây sẽ là những thông tin thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 16 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ.